hậu Phương Nga khai bản hợp đồng tình dục, vợ đại gia sốc. Thưa quý vị, vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trương Hồ Phương Nga, 29 tuổi và Nguyễn Đức Thùy Dung, 27 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vẫn đang khiến dư luận quan tâm. Nạn nhân là ông Cao Toàn Mỹ, một đại gia ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 9, tại phiên tòa sơ thẩm về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Dung khai do ông Mỹ và Nga có mối quan hệ tình cảm. Cả hai có làm một bản hợp đồng tình cảm tình dục hẳn hoi được lưu giữ trên email. Bị cáo đã từng được cho xem bản hợp đồng này. Liên quan đến vấn đề này, mới đây luật gia Vương Công Đức, văn phòng luật sư Quốc Đức, đại diện bảo vệ quyền lợi cho Mỹ cho biết, ngày 8 tháng 5 năm 2014, tại cơ quan điều tra, bà Nga đã khai số tiền 16,5 tỷ đồng là ông Mỹ cho Nga do có quan hệ tình cảm là không đúng. Nga cho rằng do mình bị bệnh đã khai báo lung tung và rút lời khai. Nói về các tin tức rò rỉ bản hợp đồng trên mạng liên quan tới bản hợp đồng tình dục, ông Đức cho rằng đó là thông tin không có cơ sở. Ông Đức nói rằng ông Mỹ cũng đang xem xét khả năng kiện một số cá nhân đăng tải các thông tin rất nguy hiểm, như là tôi đọc trên mạng xã hội Facebook một luật sư đăng dòng trạng thái rằng họ nhận được tin phía ông Mỹ nhắn tin dọa giết. Ngoài ra, ông Đức cũng cho biết, sau khi báo chí đăng tải hợp đồng tình dục, vợ ông Mỹ sốc, nhưng mà vợ ông Mỹ cũng ổn sau khi ông Mỹ giải thích rằng đó không phải là sự thật, ông Đức cho hay. Thực ra bà Nga có tội hay không, ông Mỹ không đề cập. Ý ông ấy là muốn lấy lại tiền thôi. Ông Mỹ sẵn sàng bãi nại cho bà Nga nếu trả lại tiền cho Mỹ, ông Đức thuật lại ý ông Mỹ. Như thông tin trước đó, theo bị cáo Nga, trong hợp đồng này ghi rõ Nga phải duy trì mối quan hệ với anh Mỹ ít nhất 7 năm. Nếu trong thời gian này phản bội, đi theo người khác thì phải bồi thường lại toàn bộ số tiền này cho anh Mỹ. Hằng ngày, anh Mỹ ghé nhà thăm bị cáo tại căn hộ ở quận 2. Cụ thể, thứ 2, 4 và 6 là ghé buổi trưa, còn thứ 3, 5 và 7 vào buổi chiều. Viện kiểm sát hỏi bị cáo khai giữa bị cáo và ông Mỹ có hợp đồng tình cảm thì trong đó có những điều khoản gì? Nga đáp, tôi không nhớ rõ vì nó kéo dài nhiều trang giấy. Tại tòa, ông Mỹ thừa nhận quen bà Nga qua Facebook vào năm 2009, tuy nhiên đây chỉ là quan hệ bạn bè rồi phát sinh làm ăn chứ hoàn toàn không có quan hệ tình cảm.